Chào quý vị khán giả nhìn xem sáng nay ông trời ông chuyển mưa, Út đi chợ rất là hấp tấp nha cả nhà. Tính mua cá kèo về kho dư hường nhưng mà không có, Út mua thịt luôn, mua thịt ba rọi về kho dư hường. Mời quý vị khán giả cùng theo chân Út xuống bếp nha. Đây là thịt, Út mua thịt ba rọi về, Út cũng rửa nước muối làm sạch và Út sắc xong nha cả nhà. Đây là thịt, đây là dưa hường. Dưa hường ta còn gọi là dưa hấu mà dưa hấu đèo nha cả nhà. Trái lớn ta bẻ bán hết con này đèo lại. Gồm có tỏi bầm, đây là hành, đây là muối, đường, bột ngọt, đặc biệt là hạt nêm cà no nha cả nhà. Đặc biệt là hạt nêm cà no, dầu ăn, đây, nước mắm nha cả nhà, nước mắm đệ nhị, nước mắm ngon. Út mơ mời cả nhà mình theo chân Út xuống bếp nha. Đây, Út sẽ bắt bếp lên nồi nóng, Út cho dầu ăn vào nha cả nhà. Mình cho một ít dầu ăn vào. Sau khi dầu ăn vào, dầu ăn nóng, Út sẽ cho tỏi bầm vào nha cả nhà. Wow, rất thơm. Quá thơm luôn cả nhà. Rồi tỏi bầm của Út cũng đã vàng, Út cho thịt vào nha cả nhà. Quá thơm luôn cả nhà. Món này ăn rất hấp dẫn nha. Cả nhà mình cứ theo chân Út xuống bếp làm những món đơn giản thôi nha. Món ăn đơn giản. Út sẽ cho một ít nước màu dừa vào nha cả nhà. Rồi cái mình quậy cho nó thấm đều nha. Xào cho săn thịt. Xào lại cho săn thịt mình hả nêm nếm nha cả nhà, nó mới ngon. Xào cho săn thịt lại. Út xào thịt đã săn nha cả nhà, Út cho muối, đường, bột ngọt, hạt nêm cà no vào. Rồi mình xào tiếp, xào đến khi nào thịt nó săn nha cả nhà. Mình xào đến khi nào thịt nó săn mình sẽ cho một ít nước mắm ngon vào. Cả nhà để cho nó thấm nha cả nhà, để cho thấm gia vị. Thấm gia vị mình hãy cho nước mắm vào. Sau khi gia vị của Út cũng đã thấm đều với thịt nha cả nhà. Gia vị đã thấm đều nha. Rồi sau khi thấm đều Út cho một chút nước mắm ngon vào nha cả nhà để có vị thơm. Rồi một chút thôi, không nên để nhiều quá nó mặn. Quá thơm luôn cả nhà ơi, vừa sôi mà vừa thơm nha. Thơm cái mùi nước mắm và hạt nêm, tỏi sấy. Mình sẽ nấu cho nó thấm đều, thiệt đều mình hả, cho nước vào nha cả nhà, nó mới ngon. Thịt của Út cũng đã sôi và thấm gia vị nha cả nhà, cũng sắp cạn, Út cho nước vào nha cả nhà. Rồi cho nước vào mình nấu cho sôi lên nha. Út vừa nấu ăn mà vừa trời mưa nè cả nhà, nhìn xem mưa coi, quá trời mưa to gió lớn luôn cả nhà. Buồn hiu buồn hiểu luôn, thấy không, thấy mưa không, quá trời mưa luôn, một đám mưa khủng. Trời mưa như trút nước, đúng là người ta gọi là trời mưa như trút nước nha. Út đang nấu ăn nè cả nhà, mới vừa sôi nha. Mưa cả nhà nghe tiếng mưa không? Nghe tiếng mưa rơi.
Đậy nắp lại cho nó mau chín cả nhà. Cả nhà mình nhìn xem ông trời ông mưa tới ngã hết, tới ngã cây ổi, cây cốc, cây gì, cây chuối, cây mía gì ngã hết tới cả nhà ơi. Coi nhìn đu đủ kìa, đu đủ trái thấy mê không mà. Mưa ngã hết rồi. Ờ, mấy cây đu đủ ngã hết rồi cả nhà. Quá trời mưa. Mưa lớn quá. Nhìn thấy rồi mấy có cây đu đủ đực nó cả nhà đó, cây đu đủ đực. Ruộng cả nhà nhìn thấy lúa thấy từ nghiệp không? Lúa rổ chín rồi đó mà ông trời ổng mưa chứ gió, bây giờ lúa mình nằm hết luôn rồi cả nhà, thấy thấy lúa thấy đáng thương không? Cái này cây lúa rồi. Trời ơi, còn có mấy ngày nữa là lúa này sẽ máy gặt xuống gặt rồi. Mà bây giờ nó đã ngã hết rồi cả nhà, nằm sắp lớp đó. Mưa ở nhà nhìn thấy mưa không? Đây cái nồi của Út cũng đã chín nghe cả nhà, sôi quá trời sôi à. Chín cả nhà ơi. Rất thơm luôn. Sau khi thịt với gia vị của Út cũng đã hòa lẫn vào nhau nghe cả nhà. Rồi cũng đã chín thịt Út cho dưa hường vào. Sau đó Út đậy nắp lại nha cả nhà, đậy nắp cho nó mềm, mau mềm. Út sẽ đi quay trời mưa cho cả nhà mình xem. Nói trời mưa luôn nha cả nhà. Mưa rồi thêm gió nữa đó. Chuyển mưa tới đang hết trơn, đang mịt. Ở bên đó có cây cây cà quanh, ta gọi là cây me nước đó cả nhà. Lớn lắm. Lúa nó ngã. Mưa hoài vậy ông trời. Sắp chín nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy ngon chưa? Cái màu rất đẹp luôn ha. Mình để cho nó hơi mềm mềm chút, đừng có mềm quá cũng không ngon nha. Dưa hường á, vừa sực sực ăn nó mới đã. Miếng chín vừa chín tới được rồi, chín tới thì mình sẽ tắt bếp được rồi nha cả nhà. Cái món dưa hường của Út cũng chín nha cả nhà, Út cho hành vào nha cả nhà. Quá trời thơm luôn cả nhà, nhìn xem hấp dẫn chưa. Hơi cái mùi thơm, quá trời thơm luôn. Rồi đã chín, Út tắt bếp nha cả nhà. Út chuẩn bị gam thịt nha cả nhà. Đây là thịt bơ gọi. Đây là tỏi bằm. Đây là muối đường, bột ngọt, nước mắm ngon và dầu ăn. Mời cả nhà mình cùng theo chân Út gam thịt. Út sẽ bắt chảo lên nha cả nhà, bắt chảo lên. Sau khi chảo nóng, Út cho dầu ăn vào nha cả nhà. Dầu ăn sôi, Út cho tỏi bằm vào. Wow, rất thơm. Sau khi tỏi bằm của Út cũng đã vàng, Út cho thịt vào nha cả nhà. Mô Phật. Mưa nữa. Tiếp tục mưa, tiếp tục mưa. Quá thơm luôn cả nhà. Mình xào thịt cho săn thiệt săn hả, nêm nếm nha cả nhà.
cả nhà cứ làm như Út vậy thì Út thấy Út làm vậy là rất ok, còn cả nhà mình làm như thế nào thì Út không biết nha, còn Út làm thì theo cái cách của Út nấu, lúc nào mình cũng xào thịt cho nó săn xong mới nêm nếm nó mới ngon. Sau khi thịt Út cũng xào là săn nguyện hết rồi cả nhà, thịt săn rồi Út cho một ít nước màu vào nha cả nhà. Thịt mình xào săn xong rồi mình cho nước màu vào và mình xào lại nha cả nhà, xào cho nó săn nữa, cho nó thấm với nước màu xong mình hết nêm gia vị. Út làm rất nhiều giai đoạn nha cả nhà, nhưng mà thịt của Út gam rất là ngon luôn, rất ok. Chứ không phải mình mới có bắt chảo vô tỏi thôn cái mình bỏ thịt vô cái mình nêm nếm là không bao giờ ngon nha cả nhà. Còn Út làm vậy nè. Rồi Út để nữa, để tới chừng nào nó cạn Út mới nêm nếm nha cả nhà. Sau khi thịt cũng đã cạn nha cả nhà, sắp cạn rồi đó. Thấm với nước màu, Út sẽ cho gia vị vào nha cả nhà. Đây gồm là muối, đường, bột ngọt, hạt nêm cà no. Rồi Út quậy nữa nha cả nhà, quậy cho nó thấm gia vị, quậy cho thịt với gia vị nó thấm đều vào nhau. Quá thơm cả nhà ơi. Sau khi muối, đường, bột ngọt, hạt nêm cà no đã thấm vào thịt, Út cho một chút nước mắm ngon vào nha cả nhà. Út cho một chút thôi cho nó có vị thơm thôi. Rồi để nhiều quá nó mặn. Rồi sau đó Út sẽ quậy tiếp, quậy tới khi nào thấm đều nha cả nhà. Wow, rất ngon, cho một ít nước mắm vô là rất ngon luôn. Cả nhà nghe tiếng mưa không? Nghe tiếng trời mưa không? Út đang nấu ăn mà ông trời ổng cứ mưa hoài luôn rồi cả nhà. Thịt ram của Út cũng đã cạn nha cả nhà. Nếu cả nhà mình sợ không chín thịt á, thì mình cho thêm một chút nước vào nha cả nhà. Cho một chút nước vào, sau đó mình nấu tiếp. Nhưng mà chín cả nhà ơi, tại vì Út không có chụm lửa nhiều, mình chụm lửa riu riu là chín thịt, vừa chín mà vừa thấm thịt ngon nữa nha cả nhà, thấm gia vị. Cả nhà mình xem video nếu có thích đừng quên cho Út xin một like nha cả nhà. Út không xin tiền, Út chỉ xin like thôi, cả nhà mình thông cảm. Cho Út một like đi để Út có nhiều động lực ra nhiều video hay cho quý vị khán giả mình cùng xem. Video tuy Út nấu ăn đơn giản nhưng mà theo khẩu vị của Út là đói bụng là ăn ngon nha cả nhà. Nếu mà no thì ăn không ngon ạ. Thơm quá cả nhà ơi, chuẩn bị chín nha. Út để cho nó hơi cạn cạn, sắp cạn cạn chút. Thịt ram của Út cũng đã cạn nha cả nhà, đã chín rồi. Út cho ớt vào, đáng lý ra là mình phải có ớt lớn nha, mà lúc này ớt mắc quá không có ớt. Bây giờ ớt nhà, cây nhà lá dừa,
mình cho vào. Quá thơm cả nhà, nồng nồng cay cay. Cay cay nồng nồng thơm thơm với mùi mùi nước mắm, đặc biệt là mùi nước mắm ngon. Đói bụng quá, đói bụng quá cả nhà ơi, Út mời cả nhà nha. Rồi Út sẽ tắt bếp cả nhà ơi. Chín rồi, chín rồi, tắt bếp đây, tắt bếp đây. Cuối cùng món thịt gam ớt của Út cũng đã chín nha cả nhà. Đây là món dưa hường kho thịt ba gọi. Dưa hường này thường thường là kho cho đúng sách là dưa hường phải kho với cá kèo. Nhưng mà mùa này ở dưới Út chưa có cá kèo nên Út mới chế lại là kho với thịt heo nha cả nhà. Đặc biệt là chén nước mắm ngon, mình chấm với dưa hường, ớt nữa nha cả nhà. Sau đây Út mời cả nhà mình cùng ăn cơm với Út nhé. Út mời cả nhà mình ăn cơm nha. Đây là dưa hường nha cả nhà, ngon lắm cả nhà. Mình chấm nước mắm. Ăn nó sột dần dần. Đặc biệt là chén nước mắm cay nha cả nhà, ngon quá. Út mời cả nhà. Thịt gam nha cả nhà. Ngon quá. Nó ngọt, ngọt ngọt mặn mặn, cay cay. Đã cháy luôn. Trời mưa cả nhà, nhìn thấy trời mưa không? Ông trời đang mưa á. Giấc này rớt hộp ít rồi, sáng mưa nhiều lắm. Giấc Út đang nấu. Ngon quá cả nhà. Dưa hường này á, mà kho với cá kèo á, ăn rất ngon luôn em. Đặc biệt là cá kèo thiên nhiên á. Còn này không có cá kèo, mùa này chưa có cá kèo, Út chế thịt heo cũng ngon. Ngon là cái dưa hường này nè, ăn nó ngọt, nó sực. Cả nhà xem video, nếu có thích video này á, đừng quên cho Út xin một like nha. Hôm qua không biết ai á, nói Út mới ăn mà còn nhắc xin like. Một like là để Út có nhiều động lực ra nhiều video cho quý vị khán giả mình cùng xem. Cuối video Út cũng xin cảm ơn, chân thành cảm ơn hết tất cả quý vị khán giả luôn luôn ủng hộ kênh của Út Xin TV. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn quý vị khán giả và tất cả anh chị em đã luôn ủng hộ Út. Cảm ơn rất nhiều nha, rất nhiều và rất nhiều. Út bye bye.